you and done that. Cái như buổi mấy kia đó. Mình tay mình một đôi.
có bắt nó được luôn. Nhớ phải tiếp luôn này. Cái này cái như cái trước mình hàn một cái toi rồi cái nó thần dán nó thành đúng. Em rồi. Mấy lại chú khúc cả đấy mà. Đúng tí luôn đấy.
phải ăn á. Chị bắt đầu về đấy. Chị ở xa đến. Hả? Chị ở xa thì tìm được làm, tìm được việc làm, chưa có chỗ ở, chưa có chỗ ăn chỗ ở. Đã là tìm được chỗ nào làm chưa? Chưa. Chị tên gì? Chị tên Đầm. Nhà chị ở đâu? Nhà chị ở xa. Nhà có đông anh em không? Chị không, nhà chị có hai ba em. Hai ba chị em. Chị không ở nhà không đấy? Chị không ở nhà, chị ở bên thì là gì, nhưng là vì bác đi làm kiếm tiền rồi chưa kiếm được tiền nên không dám về. Về thì bác đi về là chửi bà đuổi, là bác đi làm thì khó khăn. Vâng. Chị đã kiếm được công việc gì làm không? Chị chưa kiếm được việc gì. Thank you.
Nãy lục lại chuyện sẵn đi ăn sáng xong à, chị biết không thì chị ở lại đây, ở lại đây thì để ở tạm đây mấy hôm nữa mà kiếm được việc làm thì được. Vì cái lán này thì em cũng đi lại đất hội làm ấy, thì làm bình thường tức là cũng làm điểm tâm sáng thì mấy buổi sáng thì em cũng ra đây để làm những ăn sáng thì cũng kiếm một hai đồng để trang trải gia đình thôi. Nhưng tại là em cũng đang làm nhà đấy, đang kiểu nhà thì cũng không có thời gian làm mấy, thì chị cũng phải chỉ cứ làm đây thôi, kiếm được một hai đồng cũng đỡ, được một hai đồng cũng được, nên cũng không có thời gian nhiều lắm. Cô chú cho chị làm ở đây chị cảm ơn. Nếu chị ở đây lâu thì là thêm cái giường để ở tạm được. Chị thì không biết như chị không biết có làm được không, thôi thì cho chị ở đây ấy, chị kê ghế chị tạm được. Đang nhà không là tí nữa. Xem sắp xếp xem nào chị. Chị ăn thêm không? Thôi chị nô rồi em ạ, chị cảm ơn lắm. Em nhà vừa kiểm tra cái gì để đi.
nó nằm kiểm soát được. Thank you.
Thank you.